Chắc giờ này mọi người ngủ hết rồi. Hôm nay thì có rảnh một chút thì em sẽ hướng dẫn mọi người một số cái cách mà mọi người làm sách bài nhé. Sơ vào trang không xem được. Sao không thể hiện? Rồi kệ đi. Thì có một số chị có mua combo và thắc mắc có một số cách mọi người chưa làm được ấy, thì hôm nay thì rảnh thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái chi tiết nhỏ nhỏ thôi, còn đâu cái sách chi tiết to thì lúc nào có thời gian thì em sẽ làm, vì là có nhiều mẫu quá không biết là nên làm mẫu nào cho mọi người. Thì trước tiên thì chúng ta thì mọi người có thắc mắc về cái cách mà mọi người hay hỏi cái cắt cắt viền lượn như thế này ấy. Mọi người hay hỏi về cái cách cắt viền như thế này. Thực ra là cái kéo này khá là đắt đấy. Kéo này là hơn 100.000. Mà mình mua làm sách vải có một lần thôi thì cũng hơi phí. Cho nên là em khuyên mọi người là không nên mua. Không nên mua cho nên là bây giờ sẽ hướng dẫn mọi người cái cách cắt cái viền như thế này. Nó nhỏ như thế này nhá. Không biết để thế này mọi người có xem được không nhỉ? Em để điện thoại ngang. Vào điện thoại khác không xem được. Để em thử vào lại một lần nữa xem có được không. Bây giờ thấy có một người xem, không biết là chị nào đang xem. Em like hơi muộn. Nhưng mà thôi kệ đi. Cứ like mọi người hôm sau xem cũng được mà. Hiện tại vào trang thì không xem được. Có nhiều chị mua combo bên em làm đẹp lắm. Mọi người đợi em một chút nhé. Thực ra cũng chưa có ai xem mấy. À, cũng chưa thể hiện. Hơi chả xem được. Thì về cái cách cắt viền như thế này thì mọi người dùng cái kéo như thế này nhá. Thì mọi người là em cũng ít cắt theo cái kiểu như thế này. Mọi người mà muốn cắt cái viền ấy thì mọi người sẽ bật cái tấm vải dạn như thế này, kéo kẻ thẳng một đường bằng bút chì hoặc là bằng phấn nhá, mọi người nên dùng phấn đấy. Đây cho mọi người nhìn theo cái đường kẻ như thế này này, thì mọi người cắt lượn hình tròn cho em đến sát cái viền như thế này. Thực ra là cái viền là em để hơi to, cắt bớt đi một chút.
với các cái viền như thế này. Thực ra là nó sẽ không được đẹp như là mình cắt bằng kéo. Tuy nhiên là mua kéo thì hơi phí tiền ấy. Theo em thì là hơi phí tiền. Mờ quá nhỉ. Trời ơi sao. Bạn bị lát sao. Đó, mọi người cứ cắt cái viền như thế này. Nếu mà mọi người muốn cắt viền, còn theo em thì sách đã từ lâu rồi em không làm cắt viền trừ quyển sách tiếng Anh. Còn lại thì em không có viền, thực ra là cắt hơi xấu, nhưng mà mọi người làm theo cái cách này thì mọi người cũng có thể cắt được cái viền đẹp như thế này nhá. Tuy nhiên là mọi người không nên dùng cái bút chì để kẻ, mà mọi người dùng cái phấn may ấy, hoặc là cái bút vẽ, không bút vẽ mà nó tự bay màu ấy, mọi người viết cái bút này lên thì nó sẽ tự bay. Đây, kẻ lên như thế này được một khoảng mấy hôm mà nó sẽ tự bay mất cái màu đi thôi. Cắt viền như thế này thì cũng không khó, tuy nhiên là theo em thì không cần thiết đâu. Đối với mọi người mà sách cái vải dạ nỉ này của em là kích thước là 21 nhân với 23 ấy, vải em cắt cho mọi người ấy, thì mọi người về làm sách tầm khoảng 20 nhân 20 cm thôi nhá. 20 nhân 20 cm thì nó sẽ đẹp hơn, thì nó sẽ vuông á. Thì mọi người căn thước kẻ kẻ làm sao để cho đủ tầm 20 x 20 cm này. Như vải này là đã là 23 cm thì mọi người đặt cái này tầm khoảng 20 cm. Sau đó thì mọi người cũng kẻ tầm khoảng 20. Tại vì cũng nhiều mà không biết hướng dẫn mọi người từ đâu ấy. Chị nào mà làm vào có muốn hỏi gì thì có thể hỏi em, còn không thì inbox cho em cũng được, vì em có hỗ trợ mọi người online mà. Thì đó, ví dụ bây giờ mình muốn ráp hai cái trang sách lại với nhau ấy, thì mình đấy, ví dụ em sẽ dùng cái này, mẫu này luôn. Đây, mọi người sẽ cắt theo cái đường mà mọi người kẻ nhá, cắt đều. Bình thường là em sẽ dùng máy may, máy khâu để có thể khâu hai trang sách lại với nhau. Tuy nhiên thì cái combo em bán cho mọi người ấy chỉ có chỉ thôi. Nên là em sẽ hướng dẫn mọi người cách khâu hai trang lại với nhau. Có một số chị thì không biết, chưa biết khâu á, nên là cũng không được đẹp. Bình thường là em sẽ chỉ quay clip hướng dẫn, sau đó sẽ up lên YouTube, không quay trực tiếp ở đây bao giờ, nên là cũng hơi lúng túng á. Đây, ví dụ như mọi người đã cắt nó cắt đều như thế này, thì bây giờ mọi người dùng chỉ khâu nhé. Chỉ ví dụ như em sẽ dùng chỉ sáng màu để cho mọi người có thể dễ hình dung này. Em dùng chỉ màu vàng nhá. Ơi bị gián đoạn một lúc thì có điện thoại. Đây thì em sẽ dùng cái chỉ màu màu vàng. Nói hơi lan man, chắc là một số chị sẽ nản rồi đi ngủ. Mọi người có thể xem lại vào ngày mai cũng được. Ví dụ như đây hai trang sách, mà đây là hai mặt mà mọi người làm xong rồi nhá, làm xong cái phần nội dung bên trong này rồi ấy, thì muốn ráp hai trang sách lại với nhau thì mọi người sẽ ráp như thế này, kẻ cho nó bằng nhau và thẳng đi. Cái này em kẻ không được thẳng lắm,
thì đây, mọi người sẽ khâu như thế này. Không biết hướng dẫn mọi người thì ra, mọi người làm theo thao tác em làm. Tiếp theo một mũi cách nhỏ nhỏ thôi, sau đó thì mọi người bắt chéo chỉ lên như thế này. Tương tự với những cái đường chỉ tiếp theo. Mọi người khâu như thế này thì nó sẽ đẹp hơn là mọi người khâu theo đường thẳng, thì hai cái trang nó không ghép lại được với nhau ấy. Mọi người cứ khâu như thế cho đến hết. Còn anh thì rất là chắc, ví dụ mọi người bỏ ra như thế này thì nó khá là chắc ấy. Nó sẽ không bị tuột ra. Và hai cái vải dạ nó sẽ ráp chặt vào nhau luôn ấy. Tại vì có một số chị có gửi ảnh sắp đã làm cho em mà mọi người khâu theo cái đường thẳng ấy thì nhìn nó không được thẩm mỹ lắm. Thì em hướng dẫn cách này, nếu mà mọi người thấy dễ làm thì mọi người làm theo. Chứ thực ra em làm sách em sẽ may vì làm này rất lâu. Buổi tối ánh đèn hơi bị lóa ấy. Đây mọi người khâu như thế này thì không đâu nhất thiết phải cắt viền và phải dùng kéo đâu. Tại vì cắt viền sẽ rất là lâu và dùng kéo cũng rất là lâu. Cho nên là theo em thì không có máy may ấy, thì mọi người khâu tay như thế này thì đẹp. Mà sách trông cũng rất là gọn. Chả biết hướng dẫn cái gì tiếp theo. Hướng dẫn mọi người cắt cỏ đi. Có cái cỏ thì thường thường xuyên phải dùng trong sách thì mình dùng màu xanh nhá. Tùy theo cái kích thước cỏ mà mọi người muốn làm, lấy ví dụ một trang. Ví dụ một trang như thế này. Một trang như thế này. Mà mọi người muốn nó cắt cái cỏ để đè lên trên này cho nó đẹp ấy. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người cắt. À, mọi người cắt cho em một cái tờ cái mảnh dạ nỉ màu hình vuông màu xanh như thế này. Đây, sau đó mọi người sẽ cắt một cái hình vòng cung như thế này. Đây, hình vòng cung như thế này. Sau đó thì mọi người sẽ tỉa dần. Gần ra được hình cái cây cỏ rồi. Vì là mọi người cắt như thế này ấy, thì cái cỏ nó sẽ cái độ cao thấp khác nhau thì nhìn nó sẽ tự nhiên hơn là so với mọi người cắt theo cái kiểu bình thường. Lát nữa em sẽ cho mọi người xem cái kiểu cắt bình thường mà trước kia em cũng hay làm ấy. Đây.
mọi người cắt, sau khi cắt xong thì sẽ được như thế này, được cái hình cỏ như thế này. Bình thường á thì như trước kia em cắt thì em sẽ cắt theo như thế này thì nó sẽ hơi xấu. Đây, cắt hình vuông, sau đó thì sẽ cắt cái kiểu hình như nào, như thế này. Hồi em mới làm sách thì em sẽ cắt như thế này, thì thực ra là cái cỏ nó vẫn chấp nhận được, tuy nhiên thì nó không đẹp được như thế này nhá. Bây giờ em sẽ cắt lại một lần nữa cho mọi người xem. Đây, chị Huyền Xuân Trần ơi, bé 15 tháng thì em nghĩ là sẽ bé chơi được sách rồi. Chị có thể tham khảo để có thể mua cái combo để làm cho con ấy. Thực ra là mua combo thì nó sẽ rẻ hơn là đặt sách rất nhiều. Thường em cũng khuyến khích mọi người nếu mà khéo tay thì mọi người có thể mua cái combo để làm ấy, thì sẽ tiết kiệm hơn. Mà ra là chơi cái này thì rất là an toàn. Thực ra làm thì cũng không khó lắm đâu, mọi người cứ sợ là nó khó ấy. Cái số lượng vải em cắt để cho mọi người thì mọi người có thể cắt hỏng cũng được, vì nó khá nhiều ấy, 50 tấm vải dạ nỉ. Và đủ các màu luôn nhá. Màu nào mà bên em làm sách thì em cũng sẽ để cho mọi người cái màu như thế. Sau khi cắt xong thì cái cỏ nó sẽ có hình như thế này, thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với mình cắt thủ công như thế này. Chắc là mọi người có một số chị cũng đã biết cách làm rồi. Tuy nhiên thì em cứ chỉ cho, tại vì có nhiều chị cũng không biết đấy. Còn cắt cỏ thì hơi khó một chút, nhưng mà cắt lá thì sẽ dễ hơn. Ví dụ như mình cắt cắt lá thì mình sẽ cắt cái, cũng cắt một cái hình vuông như thế này. Cắt hình vuông như thế này, sau đó thì mọi người đặt cái hình vuông hình như thế này, không cần là phải vuông lắm đâu mọi người. Chỉ cần cắt này xong mọi người cắt lượn lên đầu một tí cho cái lá nó có cái độ mềm mại ấy. Đó. Thì đã ra được hình cái lá rồi. Đây. Còn khó nhất là đối với người mới làm thì chắc là cắt số và cắt chữ. Tuy nhiên thì nếu mà con mình còn bé thì không không nhất thiết là phải cắt số chữ trước đâu. Không khó, thực sự là không khó. Với những chị nào mà hơi khéo tay một chút thì làm mấy hôm là sẽ quen thôi mà. Tiếp theo thì cái cắt gì nhỉ? Cái cắt hình tròn với cả cái hình hình cắt chữ số ấy, mọi người chắc là cũng khó, thì khó cắt nếu như mà không có cái compa hay là cái dụng cụ chuyên để làm ấy, thì mọi người tận dụng những cái hộp, cái lọ ở nhà mình ý. Ví dụ như cái hộp như này chẳng hạn, thì mọi người đặt xuống này, sau đó thì mọi người in ra, mọi người vẽ vẽ tròn đấy, sau đó cắt theo thôi. Đây kiểu như thế này này. Đây là cái hộp đựng son. Mọi người cắt theo cái hình này. Để cái hình đẹp ấy thì em hướng dẫn mọi người là mọi người đừng cắt kiểu nhát một như thế này, mà cắt liền liền tay ấy, thì cái hình tròn nó sẽ. Thôi có chị trả điện thoại này, chị trả xem được cả. Rồi sao chị không xem được? Thế bây giờ mới đi về thôi. Là quay Đấy, chị đang quay mà. Cắt
liền một đường nhá, mọi người đừng ví dụ như là cắt cắt mà nhiều đường cắt như thế này ấy, thì nó sẽ bị nhăn nhở, nó sẽ không được đẹp. Ví dụ như thế này nó sẽ bị méo. Còn mọi người mà cắt chịu khó tập xong rồi cắt đi một đường như thế này, tay phải cầm kéo và tay trái thì mọi người xoay cái hình đấy, thì cái đường cắt của mình nó sẽ rất là tròn, nó đều và nó không bị đây, nó không bị cái kiểu gấp khúc khúc khỉu như thế này. Bây giờ không nhớ là tại mọi người cắt cái hình gì được nữa cơ. Ví dụ bây giờ sẽ hướng dẫn mọi người cắt cái hình mây nhá. Em chỉ hướng dẫn mọi người cắt mấy cái hình đơn giản thôi, tại vì có nhiều trang sách đó, không biết là mọi người làm trang nào ấy. À, bạn chị Phương Trần ơi, nếu như mà chi tiết nhỏ mình không dùng chỉ để khâu được ấy, thì mình dùng súng bắn keo để dán keo nhé. Trong combo thì em đã có keo cho mình rồi ấy. À đấy, bây giờ sẽ hướng dẫn mọi người cái cách dán keo. Mọi người dùng keo nến như thế này. Mọi người dùng keo nến như thế này để dán lại nhé. Trong combo thì có 6 cây keo nến đủ cho mọi người làm ấy. Khâu thì nó hơi mất thời gian, tuy nhiên thì cái độ bền của nó sẽ bền lâu hơn. Nhưng mà các chi tiết nhỏ quá thì em cũng toàn dùng keo thôi. Vì dùng chỉ khâu thì lâu lắm. Khâu tay thì mọi người cứ khâu theo cái cách lúc đầu em hướng dẫn mọi người ấy. Các chi tiết nhỏ ấy. Và thường các chi tiết thì mọi người nên làm hai hai lớp nhá, từng làm một lớp thì nó mỏng quá. Ví dụ như như cái lá hay là cái chi tiết nhỏ như này mà mình muốn bóc ra dán vào ấy, thì mọi người dán lên một cái, để lát nữa em sẽ hướng dẫn chi tiết mọi người cho nó dễ. Bởi vì là làm với một lớp vải thì nó sẽ mỏng và sẽ bị rất dễ bị thất lạc. Đây ví dụ em hướng dẫn mọi người cắt cái hình mây nhá, thì mọi người cắt cái hình như thế này cho em. Mọi người cứ vẽ theo cái hình mây như thế này này. Ba cái vòng bên trên và hai cái vòng bên dưới thì nó sẽ ra được cái hình mây. Sau đó thì mọi người cắt theo, đầu tiên là mọi người mà chưa cắt được ấy thì mọi người vẽ ra, mọi người cắt theo, còn sau khi quen rồi thì cắt nó cũng dễ thôi, thì nó sẽ ra cái hình mây. Nó sẽ ra hình đám mây như thế này. Em sẽ cắt lại một lần nữa cho mọi người nhìn rõ nhé. Đây, và mọi người để cái hình vuông, cũng để hình vuông và chéo như thế này đi, cắt cho nó dễ này. Vòng một đường, sau đó vòng thêm một đường lượn nữa. Tiếp theo vòng thêm một đường lượn nữa. Và bên dưới thì mình cũng vòng đối xứng lại với cái đường lượn bên trên. Đây mọi người thấy chưa? Nó hơi bị nhỏ ấy. Nhưng mà chắc là cũng dễ hình dung. Đây ví dụ em sẽ vẽ cái hình mây nhá. Mọi người sẽ vẽ cái hình mây như thế này này. Thì dễ cho mọi người hơn. Có một dấu hình kiểu kiểu như thế này hoặc là như thế này. Không biết thế này mọi người có nhìn thấy không nhỉ? Đó, mọi người cứ hình dung nó là cái hình như thế này, mọi người cắt ra là đẹp. Tiếp nữa là em sẽ hướng dẫn mọi người là cắt cái hình mặt trời. Đây, ví dụ như là cái cỏ đã cắt được rồi nhá, em sẽ để như thế này. Đây là hình mấy cái đám mây, mấy cái lá. Tiếp theo thì sẽ hướng dẫn mọi người cái cắt cắt mặt trời. Mọi người dùng màu cam này, màu
màu đỏ đi, màu đỏ và màu cam. Thì màu trước tiên thì chúng ta sẽ cắt cái hình hình tròn trước. Ta sẽ cắt một cái hình tròn như thế này. Sau đó thì mọi người dùng keo nến này, mọi người dán keo. Sau đó thì đặt keo ở giữa cái tấm hình chữ nhật như thế này. Sau đó thì mọi người sẽ cắt cắt theo hình kiểu như thế này này. Vẽ ra cho mọi người dễ hình dung. Đây ví dụ bút màu đỏ đi. Đây là hình tròn đúng không ạ? Mình đặt cái hình vuông lên trên. À, hình tròn đặt lên trên hình vuông như thế này. Sau đó thì mọi người sẽ cắt kiểu như thế này cho em. Sát vào cái đường viền hình tròn này mọi người cắt các hình tam giác. Chị Tiền Tùng à? Chị đang đồng hẳn 16 trang ấy. Cái mà không với cái khóa và duy băng ạ. Cái khóa thì chị có thể dùng làm cái trang mà kéo khóa, cái trang có hình con bọ hung ấy, trong cái cung trong cái album chọn trang sách của em có ấy, thì chị làm theo cái album đấy thì cái hình đấy là có thể giúp con kéo khóa qua kéo khóa lại ấy. Hoặc là chị có tiện dụng làm cái hộp bút cho con. Ngoài áo thì làm được cái hình kéo khóa con bọ hung này, hoặc là cái hình có trong trong cái album mà sách có sẵn ở 21 Phan Chu Trinh ấy, thì chị có thể xem tham khảo cái hình mà em làm cái khóa là bằng miệng của một con vật ấy, thì một chị có thể dùng cái trang đấy và kéo qua kéo lại kéo khóa ra và cho thức ăn vào trong cái miệng của cái con vật đấy. Trong cái album chọn trang sách cũng có một số trang, nếu mà chị muốn biết thì lát nữa inbox cho em thì em sẽ gửi cho chị cái hình đấy. Còn cúc ấy thì chị có thể làm trang trí vào các hình tròn ấy tùy ý, hoặc là có thể để dùng sau này nếu mình cần thì cúc ấy thì mình có thể dùng cũng được. Thường là cúc của em để làm trang trí hoặc là làm cái cài cúc áo. Chị Tiền Tùng làm được nhiều thì có thể gửi cho em xem cái hình sách chị làm đúng không ạ? Mọi người cũng gửi cho em nhiều mà em không chưa có thời gian để up lên. Đây tiếp tục là cái phần cắt hình mặt trời nhá. Thì mọi người cắt như thế này. Đây là em sẽ cắt cho mọi người xem. Cắt các hình tam giác và bám sát vào cái hình mặt trời. Cái hình tròn bên trong á. Đó là đã ra được cái hình mặt trời như thế này. Ra là cái cách cũng chưa được đều lắm nhưng mà mọi người có thể áp dụng cái cách này để làm nhé. Hình mặt trời sau đó là hình gì? Hình hình núi à? Hình các hình núi nhá, cái núi ở cái trang tàu hỏa thì nó cũng đơn giản lắm. Để mọi người cắt một cái hình như thế này, sau đó mọi người cứ cắt lượn lượn cho nó thoải ra, xong lại cao lên này. Như thế này. Cắt thêm một cái hình
như vậy nữa, và để song song thì nó sẽ ra là cái hình núi kiểu nhấp nhô á. Em không biết là mọi người hay làm những cái trang như thế nào. Nên em nhớ ra cái gì thì em hướng dẫn cho mọi người, để hôm sau em sẽ tổng hợp lại cả các hình mà có thể làm ấy, thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người nó chi tiết hơn. Đây, cắt như thế này thì mình đã được cái hình hình quả núi. Hình quả núi như vậy. Như lúc nãy em nói thì em hướng dẫn mọi người cách là cắt chi tiết, cắt nhỏ làm thành hai lớp. Đây. Có cái trang gì nhỉ, trang hái quả. Em sẽ hướng dẫn mọi người cắt hình quả táo hơi lộn xộn, nhớ là cái gì em sẽ hướng dẫn mọi người. Đây, hình quả táo thì mọi người sẽ làm cái hình nó như thế này. Đầu tiên là hình tròn, sau đó có một nó hơi có cái núm ở đây. Chị Tiền Tùng ơi, chị gửi inbox trước cho em nhé, thì lát nữa em sẽ gửi hình để cho chị. Đây, đơn giản nhất là mọi người sẽ cắt cái hình như thế này, nó sẽ ra được hình quả táo. Bây giờ thì em sẽ cắt trực tiếp trên vải cho mọi người xem. Đây, cắt mọi người cũng cắt một cái hình vuông như thế này. Dây dây băng thì chị Tiền Tùng ơi, dây dây băng thì chị có thể không nhớ là cái dây dây băng đấy là dây dây băng to hay là dây dây băng nhỏ ấy. Còn nếu mà dây dây băng to, dây băng nhỏ ấy, thì chị làm cái trang thắt nơ của cái váy ấy, cho con thắt nơ. Hoặc là chị làm nơ để trang trí vào cái bìa sách ấy thì cũng rất đẹp. Nhá. Mọi người cắt một cái hình vuông như thế này. Sau đó thì mọi người gấp đôi lại. Làm một đường kéo ở giữa như thế này để tạo cái tâm ấy. Sau đó từ cái tâm là mình sẽ vòng lên. Cắt tròn. Hơi tròn. Nhớ là mọi người đi cái đường kéo nó đều một chút thì cái đường cắt nó sẽ đẹp hơn nhé. Mọi người sẽ tùy chỉnh nó ra cho có cái hình như thế này, nó ra là hình quả táo tương đối rồi. Thì mọi người sẽ cắt cái hình lá, có hai cách để cắt hình lá, một là quả táo có hình lá như em vừa vẽ, hai là hình quả táo có hình lá như thế này thì nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên là nó hơi khó. Đây nó sẽ có hình hình lá như này, nó vẽ hơi bị méo. Thì sẽ hướng dẫn mọi người cách cắt đầu tiên thì tận dụng mấy cái vải màu xanh như này mà bị hết, bị thừa ấy, mọi người cắt hình chữ nhật này. Như này xong cắt hơi vát một chút. Sau đó thì dùng kéo cắt vát như này. Đặt vào đây là chúng ta đã được hình quả táo rồi. Còn cái thứ hai thì hơi khó hơn một chút, thì em sẽ hướng dẫn cho chị nào mà làm theo được thì làm nhá. Em thấy cách này cũng đẹp. Cắt một đường này lên này, sau đó chúng ta sẽ cắt hình cái lá. Lật ngược lại chúng ta sẽ cắt tiếp hình một chiếc lá nữa, thấp hơn cái lá lúc nãy một chút để tạo cái độ thì nó sẽ tự nhiên hơn. Xong mọi người cũng cắt vát một đầu như thế này, đặt vào đây được hình quả táo có hai chiếc lá nhé. Quay vào buổi tối đây là nhìn tối quá nhỉ. Cái trang này thì em nghĩ là có nhiều người sẽ làm ấy, tại vì cái trang hái quả thì các con rất là thích. Bây giờ đã là 11 giờ kém rồi, chắc tầm khoảng 5 đến 10 phút nữa em sẽ dừng thôi.
Vâng, ngày mai chắc là hẹn mọi người ngày mai đấy. Ngày mai thì sẽ làm hẳn một trang, rồi sau đó sẽ làm từng chi tiết một thì cho mọi người dễ theo dõi. Mọi người có thể comment cái trang mà mọi người muốn làm ấy, thì em sẽ làm quay trực tiếp cái em làm cái trang ấy, hoàn chỉnh một trang cho mọi người xem. Vì nhiều mẫu khác không biết là mọi người làm như thế nào. Đây, bây giờ thì em sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà làm hai trang ấy. À, làm sao cho cái quả nó đẹp hơn. Thì mọi người dùng những cái tấm vải dạ nỉ màu da như này hoặc là màu trắng, nói chung là cái màu nhạt đấy, đừng dùng màu đậm nhá, đừng dùng các màu lệch tông như màu này này, vì có những cái tấm vải màu nó mỏng ấy, khi mọi người đặt vào như thế này thì nó sẽ in cái phần hình màu ở bên dưới lên trên này, nhìn nó sẽ không được tươi cái màu đỏ này, thì mọi người nên dùng cái màu da, màu nhạt, màu da này, màu trắng để mọi người dán lại thì nó sẽ đẹp. Người dùng keo nến nhá, phết keo ở phần đầu này, sau đó thì dán xuống đây để chừa ra phần đầu nhá. Rồi mọi người dùng keo nến phết đều xung quanh như thế này. Dán trực tiếp ở đây. Đây như thế này. Đợi nó khô thì mọi người sẽ cắt theo cái hình viền màu đỏ này nhá. Chị Điền Tùng ơi, cái dây băng to ấy, thì chị có thể tận dụng mà mình sẽ luồn vào cái phần khoen của gáy sách ấy. Cái khoen mà sau khi chị đã đóng xong sách rồi ấy, thì chị luồn vào cái khoen đấy xong rồi tạo một cái dây nhỏ nhỏ để có thể treo cái quyển sách đấy lên thì sẽ đẹp ạ. Hoặc là cái dây băng to ấy, chị có thể làm hình viền của cái chăn trong cái trang phòng ngủ á. Cái trang phòng ngủ mà cái chăn ở giữa thì em thường làm bằng dây băng. À, em thường làm bằng ren thì chị có thể làm bằng dây băng nhá. Đấy, sau đó thì mọi người cắt theo cái đường viền này thôi. Thì nhìn các chi tiết nó sẽ rất là dày, chắc chắn, không bị mỏng và không bị rách hay thất lạc. Đây, sau khi cắt xong hình thì sẽ được hình quả táo như này. Đây là đằng sau, đây là đằng trước. Thực ra đằng sau thì không quan trọng, mọi người có thể dùng màu đỏ cũng được, nếu mà dùng màu đỏ thì càng tốt, chứ mà dùng màu nhạt hơn thì sẽ tiết kiệm được vải ạ. Cái vải còn thừa mình tận dụng được mà. Đó, bây giờ cũng đã là 11 giờ kém 15 rồi, em like hơi muộn ấy. Thì chắc là em hôm nay em chỉ like đến đây thôi. Có thể hướng dẫn mọi người để hôm nay, để ngày mai em nghĩ xem là em sẽ làm cái trang nào, em sẽ like trực tiếp. Em sẽ làm hoàn chỉnh một trang cho mọi người. Hôm nay lần đầu like nên là cũng làm linh tinh quá. Không biết là mọi người muốn em làm cái gì cho nên là cứ làm, nghĩ ra cái gì thì làm cái đấy thôi. Thì ngày mai, chắc là ngày mai hoặc là ngày kia thì em sẽ làm một cái trang hoàn chỉnh cho mọi người, để mọi người dễ hình dung hơn. Làm sách thực ra không khó nhưng mà nó rất mất thời gian, nên là chị nào mà có kiên trì một chút thì có thể làm xong cũng thấy hay hay. À, thì nhá, chào mọi người nhá. À, muộn rồi nên là em cũng không like được, cũng có một chút việc ấy nên là hẹn mọi người vào ngày mai hoặc ngày kia nhá. Chị Tiền Tùng inbox cho em để em gửi cho chị cái hình kéo khóa. Chúc mọi người ngủ ngon nhá.